Ương linh lê tân thôn pháp danh Minh Thông, từ trần ngày 22 tháng 11 năm 2010 tháng hướng dương 24 tuổi, chi thành đảnh lễ pháp giới tạng thân em. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến. Hôm nay là chủ nhật thì em đi có một cái lễ cầu siêu của em Lê Tấn Thông, thì tí nữa đây em sẽ đi tới đó. Và em mới mua cái bông đây, bông này sẽ để lên trên cái bàn thờ của em. Để xa cho nó dễ. Để đây nó nắng các bạn biết không, nó sẽ làm hư bông hết. Thì hôm bữa em có làm một cái clip, em có nói đó, chủ nhật này sẽ làm lễ cầu siêu. Thì em có để cái số phone em trên đó, thì có một số người đã gọi em và xin địa chỉ để mà đi tới để mà cầu siêu, dự cái lễ cầu siêu của em Lê Tấn Thông này. Thì em cũng cảm ơn tình cảm của mọi người đã dành cho Thông, thì cái đó là một cái niềm hạnh phúc. Thì có rất là nhiều người nhờ em cũng thắp nhang giùm cho em Thông, thì chắc em chỉ thắp một hai cây để mà đại diện cho tất cả thôi, chứ mà mình thắp hết như vậy đó thì nó sẽ tràn ra cái lưu hương ở chỗ của Thông. Thì em chỉ thắp chắc là tí năm chỉ thắp vài cây để mà đại diện thôi. Thôi bây giờ mình đi tới chùa nha, các em mời các bạn hãy đi theo em nhé. Cứ vô đi chị. Đây là đã tới được à. Rồi. Dạ. Hôm nay là làm lễ cầu siêu cho trong ngày chú Minh Hạnh là tuần sau. À, cái này làm cho Thông. A Di Đà Phật sư cô. Chị, hai chị. Chị là chị Phương. Chị Phương hả? Phải không sư cô? Sư cô ấy này em nghe. Phương hay liên lạc với em đó. À vậy hả? Ủa cái chân chị sao vậy? Chị bị té đó, chị nói với em đó, chị bị té. À vậy hả? Đổi cá. Đổi chị. À, thì bây giờ hiện tại vẫn đi therapy. Ồ. Nó xương làm gì? Xương lành nhưng mà cái tế bào mấy cái soft tissue đây nè, nó cho gân á. Dạ. Phải đi therapy rồi tuần lễ bác sĩ. Chị là bị bệnh à, em nhớ rồi. Để em vô thăm Thông cái. Lâu sư ông. Ấy, trời ơi. Giờ vậy có tự nhiên đi chị. Nay là Thông nè. Chuẩn bị sẵn hết rồi ha ha. Chị đi được không? Chị đi được không? Dạ cẩn thận nha. Tội nghiệp. Chị Phương ở gần đây không? Chị ở gần đây nhưng mà hiện tại thì chị ở Huntington Beach. Vậy á hả? Tại có người săn sóc chị á. Dạ. Tự nhiên cái té bà ta là tháng này á. Vậy hả? Chị à, vậy hả? Bữa chị email em á. Dạ. Cái chánh điện là trong kia rồi chị. Này là đại diện cho cộng đồng mạng. Đây là ba cây nham đại diện cho cộng đồng mạng. Đây là ba cây nham đại diện cho cộng đồng mạng. Có rất là nhiều người nhờ em đi tới đây thắp nhang, nhưng mà thấp nhiều quá nó sẽ cho nên đại diện thôi nha. Cảm ơn chị.
11 giờ mình mới tụng kinh nữa sư không? Dạ, 11 giờ thì cô con bác có tụng ở trong chánh điện. Dạ. Cúng ngoài là chị chứ. Em Lê Tấn Thông, hôm nay chị là Diệu Tâm. Chị xin đến đây thắp nhang cầu nguyện cho em. Nén nhang thứ nhất, chị xin đại diện cho gia đình của em thắp cho em một nén nhang. Nén nhang thứ hai, chị xin đại diện cho Thiền Am bên bầu vũ trụ, cho tất cả những khán giả trong và ngoài nước, các những người luôn ủng hộ cho Thiền Am. Nén nhang thứ ba là của chị thành tâm gửi đến em. Chị rất là cảm động ngày hôm nay chị được đứng trước di ảnh của em có thể thắp cho em nén nhang. Chị đã từng kêu gọi mọi người thắp cho em nén nhang cầu cho em được sớm siêu thoát, nhưng mà chỉ là online. Ngày hôm nay chị quá là cảm động, đó là nhân quả đã khiến em chọn ở nơi này, đến nơi này để mọi người có thể thắp nhang và làm cái lễ cầu siêu an vị cho em. Chị xin em sẽ cầu nguyện cho em mười phương tam bảo, gia hộ chư thiên sẽ gia hộ cho em sớm được siêu thoát. Em sẽ được về nơi cảnh giới an lành, tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến đối với em, tất cả những cái gì oan ức của em sẽ được sáng tỏ. Đây thì hôm nay có chị Phương, thì chị cũng đang bị cái té hả chị? Chị cũng có lòng tới đây để mà cũng cái dự cái lễ mà cầu siêu cho em Thông. Chị có thể cho em cái cảm nghĩ của chị về hôm nay được không? Dạ, tại vì chị nghe cái trường hợp của cái Lê Tấn Thông này đó, chị quá thương đi, thương tâm là đã bị chết rồi mà còn bị đối xử nữa là quá tệ. Thành ra chị muốn tới đây để ủng hộ về cái tinh thần cho em, cái linh hồn em được cứu rỗi phải không? Với lại em về em bắt những cái người nào mà ác ôn với em á và phù hộ những cái gì mà nó tốt lành thôi. Rồi sẵn đây nhất là cái cơn của Lộc Lê thì làm những cái chuyện tốt, cho nên chị thấy thì chị ủng hộ. Yeah. Chị tới đây để chị cầu siêu cho em. Dạ. Yeah. Em cũng cảm ơn chị nhiều lắm đã tới đây ngày hôm nay. Cảm ơn chị nhiều lắm. Không có gì đâu. Hôm nay cũng là cầu siêu của em Lê Tấn Thông. Con cũng cảm ơn sư cô nhiều lắm đã làm cái buổi lễ cầu siêu này. Hôm qua thì cũng có một số người cho tiền cúng dường cho chùa đó. Thì cho em gỡ 1, 2, 300. Thì 100 là của cô, hình như là cô Hồng ở trên San Jose. Cho em gỡ cô. Này là cúng gì vậy em? Cúng cho cúng cầu siêu hả? Cầu siêu đó. Uh-huh. Rồi 100 này là của cô hình như Lily, còn mà ở đâu quên rồi. Dạ, còn 100 này là của chị Benny. Ở bên tiểu bang gì cũng quên luôn rồi. Dạ, cho em trao lại cho sư cô 300 và cúng chùa. Ok. Cảm ơn sư cô thay mặt đạo tràng nhân quả, cảm ơn các chị ở trên YouTube nha. Cái chị là fan của em hả? Dạ fan của em. Đã nhờ em biết tới đạo tràng nhân quả. Cầu nguyện cho tất cả các vị đó, em nhớ ghi tên lại để hồi nữa cô cầu an. Cầu nguyện cho quý vị đó được nhiều sức khỏe. Cái dịp nào qua Cali thì ghé thăm đạo tràng nhân quả nha. Cảm ơn sư cô. Hôm nay làm lễ cầu siêu, bữa trước cũng có làm một cái lễ để nhập tự nhưng mà không có hình, bữa nay làm lại lần nữa. Nhang trứng nè, chị thấy không? Nhang trứng kìa, ba cây nãy em thắp cho cộng đồng mạng đại diện đó, trứng quá trời luôn rồi kìa. Dạ, cảm ơn sư cô nhiều lắm. Như đại Phật, em cảm ơn. Dạ. Chị biết á, đem cái linh vị này đó, cái lúc mà cầu hồn á, là cái người mà cầu hồn là không hề biết cái cốt truyện của em Thông. Là lúc mà cầu hồn là cái người mà cầu hồn không biết cái cốt truyện này. Thì lúc mà em hỏi Thông á, con hỏi Thông á là tại sao mà chết, Thông nói bị chết oan, có phải là bị xe tông không? Thông nói bị xe tông chết. Phải linh dễ sợ hơn. Đã cầu xem có đặt nén nhang cho em gọi mấy lần ở trên YouTube, nhưng mà ngày hôm nay cái di ảnh của em qua tới đây thì ra nó có một cái sự nhuộm màu, rất là nhuộm màu của cái sự nhân quả đó thầy. Mà cho chú Thành biết không, lúc mà Thông mà trả lời con đó, con nổi da gà luôn á. Tại vì cái người mà cầu hồn không hề biết Thông là ai, không hề biết cốt truyện chết như thế nào. Nhưng mà con hỏi là
y hệt như vậy, người ta trả lời y hệt như vậy hết. Nói đúng bóc luôn. Đúng bóc luôn. Dạ biết á. Mà cái thằng mà cán chết cái người này đó, đổ thừa lại là không là tông vô chiếc xe. Mà con hỏi chú nè, chiếc xe mà tông vô, chiếc xe mà chạy tông vô làm sao cái ốc mình văng ra được? Chỉ có bánh xe cán lên mới ốc văng ra thôi. Chứ làm sao mà xe đang đậu mà thông chạy vô tông mà văng ốc ra được? Bể não là cái người hàng xóm á, phải ra lấy cái ốc để mà đem cúng luôn. Chứ làm sao mà chiếc xe đang đậu mà xe thông chạy tới mà tông chết được? Mà ốc sao văng vô được mà đeo nón bảo hiểm, làm sao mà ốc trong đây bay ra? Cái đầu mình coi chứ cũng cứng lắm chứ bộ. Cho nên đêm lúc mà chỉ lại cái người cầu hộp nó nói là thông ấy, là muốn được siêu thoát, cho nên phải đem tới đây để mà cầu siêu nó siêu thoát. Dạ linh lắm. Tông nguyện thông thường xuyên chủ nguyện cầu nguyện cho em. Dạ cảm ơn sư ông nhiều. Bây giờ mình vô cầu siêu tới 11 giờ rồi. Quán sanh rồi Tây Phương ở thì thế giới an lành dân thân như ở thế giới tà bà của mình. Dạ tội lắm. Mà cái người mà đi chung với thông á bị 63% thương tích. Mà ghê lắm, mà lúc đó đó cái thằng mà cán chết thông nè, cái nó điện thoại tới nó hỏi cho cái người bị nạn nhân đó có nhớ cái ngày xảy ra tai nạn cho sao không. Nó khôn lắm, nó hỏi trước nên lại lúc đầu nó khai công an khác, cái sau nó đổi lời khai, tại cái người nạn nhân không nhớ cái gì khúc cảnh nó xảy ra nên nó đổi lời khai. Thấy nó ghê chỗ nào chưa? Thôi đi vô cầu xíu. Dạ ghê lắm. Dạ cổ đây nè. Vậy hả? Cô coi cái YouTube đó, cô nói là mới biết rồi chuyện quay chứ, cô nói mới biết. Còn chú kia nữa, chú thành á, canh ruột của em á. Chú là sư phụ luôn đó, phải không? Canh ruột là được lên YouTube rồi nha. Giải máy à? Còn mấy cái fan này là mới biết. Mà trừ ra hai cái fan mới này là chưa biết phải không? Có những viên biết Lọc Lê không? Biết chứ, coi nhiều lắm rồi. Dạ, cảm ơn cô. Lập nhớ đến là một thời kỳ của cái chùa này mới bắt đầu mở được.
Đến lâu rồi hả chú? À, đó là lúc đó là cái chùa này mới bắt đầu. Lê Lộc này là mình có vô Facebook của Lê Lộc nhiều lắm rồi. Bởi vậy thầy đặt cho Lộc là Minh Tâm. Người nào mới nhất là thầy cho chữ Minh Tâm. Chữ Minh đó, chữ Minh, Minh Tâm, Minh Trí. Dạ, Thông Phước Sương. Dạ. Dạ. À, mấy người sau này thì thầy không cho nữa, bọn bác phải đặt pháp danh là Nhượng. Cái gì có tin nhân quả không? Nhân tức là mình gieo những cái gì thì mình sẽ gặp lấy cái đó. Cái gì có tin không? Dạ, chắc chắn không? Chắc chắn. Như vậy thì đó là một cái bài học mà mình sẽ sử dụng, không những đời này mà sử dụng hoài thôi. Khi nào mình sử dụng, tất cả những cái gì ở trong này nó xảy ra đều là nhân quả, không có ngoài nhân quả. Và lại mình với lại em đó cũng có nhiều cái nhân duyên, không biết kiếp trước nó đã là cái gì, cho nên nó mới câu hỏi lại, mới gặp nhau. Chứ người ứng đầu nó không biết ai hết trơn, bỗng dưng gặp nhau và gặp nhau tự nhiên bắt đầu mến thương với nhau, thì cái đó là cái mà đã gieo từ nhiều đời nhiều kiếp, cái lòng từ lực cũng giống như vậy á, thì nhân quả phải không? Nhân quả nó đâu phải đến đời này quý vị biểu nhân quả đến đời này cho quý vị coi đôi khi không có, đúng không? Mà nó tới ba đời lận, nó bắt đầu từ quá khứ nè, từ hiện tới đến hiện tại rồi cho đến tới vị tương lai của mình nữa, thì chắc chắn là không có bao giờ mà chạy thoát là cái nhân gì, nhân gì đây có nói đó. Chết sẽ bị đọa vào địa ngục, chịu thống khổ ngàn muôn kiếp, sau lại sanh vào loài. Hiện tại thì mọi người vẫn còn ở trong chánh điện để mà nghe sư cô Quảng Bác giảng thuyết pháp về luật nhân quả. Dạ được, cảm ơn sư. Thì hôm nay em sẽ xin kêu em Thông coi thật sự em Thông có muốn nói gì nha. Thì em Lê Tấn Thông, nếu như mà em thật sự bi quan trong cái kiến tai nạn này đó thì hãy cho anh biết nha. Nếu như mà cái hình này đó cảm thấy là nó mà rớt xuống á, mà mặt á, cái hình mặt á, thì là tức là em bị quan nhá. Còn hình mà hình này, hình mặt á, đây hình mặt á là bị quan, còn hình hình này đó là không bị. Giờ nhớ nha, cái này đó là cái mặt, cái này là cái chữ. Đây rồi, cái này là cái nó mờ quá, cái này cái mặt phải không? Đúng rồi, đây là cái mặt nha. À, các bạn hồi nãy thôi các bạn hồi nãy cũng thấy rồi đó, thì là ra cái mặt thì chứng tỏ là em Thông bị quan. Hy vọng là Thông hãy phù hộ cho anh để rửa quan cho em nhé. Đó. Tí nữa mọi người sẽ ra đây cúng thêm một cái nữa. Tí nữa cúng trong kia xong ra đây cúng thêm cái nữa hả sư không? Dạ con ra đây cô. Đó, các bạn hồi nãy cũng thấy rồi. Là em Thông thảy ra một cái lúc mà thảy keo hồi nãy đó. Nếu mà có ai mà chưa tin về keo đó thì có thể thử ở trước mặt của Quan Thế Âm hay là này gì đó. Thì hồi nãy sinh á, hồi nãy có nói rồi, cái hình á, đây nè, cái mặt á, cái mặt này đây là bị oan, còn cái chữ này đây thì là không bị oan. Thì hồi nãy các bạn cũng thấy em thấy rồi đó, là các bạn thấy không, hồi nãy là ra cái mặt này rõ ràng, thì đó chính tỏ là anh em Thông rất là linh thiêng và đã cho biết rằng em đã bị oan. Thì trong đây quý vị cộng đồng mạng cũng như có một số người fan đã đang ở trong đó đang nghe xong hết thì sẽ ra đây làm thêm một cái lễ cúng đây tí xíu nữa là xong. Thì đây là những cái thức ăn đó, thức ăn đó làm đại khái cho những người tới đây để mà ăn trưa. Chị Phương cũng tới đây. Của Thông đó hả? Ừ, nghèo làm ruộng đó phải không? Dạ đúng rồi. Bởi vậy mình tìm cách làm sao mình giúp đỡ người ta. Dạ. Tội lắm chị. Cô mà bệnh trở lại, cái cô mà bị cô Linh gì đó. Chị. Thành ra chị thấy là tội nghiệp quá, thành ra
mình cộng đồng mình làm sao rồi giúp cho người ta, mỗi người chung góp được một chút vậy đó. Dạ. Giúp cho người ta chứ thấy tội linh lắm. Dạ, ở Việt Nam mà nhất là thiếu thốn thì còn đau khổ. Chị bị cái chân chút xíu mà chị còn thấy đau quá chừng đó không? Nói chuyện người ta gãy như vậy rồi người ta không được săn sóc nữa em. Thành ra nghe mà xót thương quá. Tội lắm chị. Dạ, cảm ơn chị đã yêu thương với Linh. Cái nào thưa cô? Mở địch ni lông ra hả? Mở ra. Lê Thị Nương có danh diệu hiền tạm hướng linh Lê Tấn Thông có nhân linh thông này đâu linh tiền linh thôi mình kinh hướng cam lồ đi tống xã mê đồ vàng sân trường là ngang lớn nam môn giáo chủ bổn tôn đại nguyện địa tam vương bồ tát ma la tam trà chấm trà nữa chấm trà ha. Vô tử vô khứ lai, sanh tử khứ lai đô thị mẫu. A Di Đà Phật. Chung hiến trà cầm hiến thượng. Gấp ăn luôn ha. Cho tàu hũ nữa ha. Cho đậu que luôn. Lê Tấn Thông ấp danh Minh Thông từ trường ngày 2 tháng 11 năm 2018 hướng dương 24 tuổi bản sanh Tây Phương Cực Lạc quốc cầu nguyện tăng môn hiếu quyến thân chủ bạn bè gần xa thần du cương thái lần vi bình an thứ thời bổ tiêm tiểu di tay ban tiêu bổ trùng hải chi gánh phước thọ tăng long tùy tâm mạnh nguyện cầu nguyện dương linh cô hồn phản phất quanh đây thừa tư phật lực tâm đạo nam mô a di đà phật. Hôm nay tất cả những người mà có duyên với em, thương mến em, ủng hộ em đã đến đây để cầu nguyện cho em, là em hãy luôn nhờ nơi phật lực tỏ ngộ được. Hôm nay là cái ngày cầu siêu của em Lê Tấn Thông. Em cũng cảm ơn mấy anh chị, các cô chị, cô bác rồi đã tới đây dự cái cầu siêu. Ở đây là chị Kim, hôm qua chị gọi em có không Kim qua này. Thì chị cũng có làm cái YouTube. Thì Kim Lê Cuộc Sống Mỹ ha. Thì chỉ là cái kênh của chị là Kim Lê Cuộc Sống Mỹ. Chị cũng là bên vực bên Thiền Am, cũng là bất mãn cái chuyện của thằng Giang, cho nên chị đã tới đây cầu siêu cho em Thông. Thì mọi người hãy ủng hộ chị Kim Lê luôn nha.
Cảm ơn các anh chị tới đây. Nói chung là khi mà vào xem kênh của Lộc Lê đó, tất cả mọi người đều thấy cái tâm của Lộc Lê rất là cao. Và nói chung là không có người nào có thể là bênh vực cho em Lê Tấn Thông này hết. Mà nói chung là cái tiếng nói của gia đình của em Lê Tấn Thông phải nói là không có ai nghe hết. Nên là Lộc Lê đã đứng ra và kêu gọi tất cả mọi người chung tay lại để giúp cho gia đình của Tấn Thông, phải không em? Tấn Thông. Và hơn nữa là nói chung là ở đây thì có rất là nhiều người họ lên mạng và họ đã thấy được cái hoàn cảnh của em Thông. Phải nói là một cái sức ép để dồn nén vào gia đình quá là nặng đi, trong khi em đã khuất rồi mà sự đền bồi thì không có được bao nhiêu hết. Từ cái tiền đền bồi mà em đi thuê luật sư để cãi để thành tránh án, trong khi gia đình của em rất là cần sự giúp đỡ của Trường Giang, phải không? Nhưng mà Trường Giang lại đem số tiền để đi thuê luật sư để tránh án cho mình. Thì các bạn thấy cái điều này là nó không có đạo nghĩa chút nào hết. Chính vì thế mà mọi người đã thấy được cái điều ác tâm của Trường Giang. Đâm ra là họ đã chung tay vào và họ chuẩn bị để gom lại, để góp mỗi người một bàn tay để giúp đỡ cho gia đình em Tấn Thông. Và đồng thời Lộc Lê cũng thấy là em chết quá oan uổng. Lộc Lê đã đem linh vị của em vào chùa để cho em nghe kinh mỗi ngày. Đấy là tấm lòng của Lộc Lê đó các bạn. Dạ, em qua, con qua ăn giờ đó. Dạ. Thì em cũng một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã bỏ thời gian ra coi cái video clip này. Thì các anh chị không có anh, chỉ có chị và cô bác thôi tới đây đã dự cái em rất là vui mừng đã được rất là ủng hộ của nhiệt tình. Thì cũng như là hồi nãy em cũng có đã trao tiền cho cô sư cô Quảng Bác, tiền của Mạnh Thường Quân gửi trao để mà cúng dường cho đạo tràng Nhân Quả. Thì một lần nữa em rất cảm kích cái tình thương của mọi người rất là nhiều lắm, và cũng có rất là nhiều người kêu em để thắp đại diện ra thắp nhang. Thì hồi nãy em đại diện 3 cây để em thắp cho coi như là tất cả cộng đồng mạng luôn. Thì em không biết nói gì hơn, thì em cũng cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã yêu thương Thông cũng như yêu thương em trong suốt thời gian qua. Em xin chấm dứt cái video tại đây và cảm ơn các bạn nhiều lắm. Nếu có yêu thương em thì nhớ đăng ký để bấm like, bấm share và bình luận cho em biết luôn nha. Nhớ đăng ký nhé. Bye bye.